Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại Thi đang đứng ở căn hộ của Thi nha. Thì căn hộ này lâu quá rồi không ghé qua nên hiện tại là cũng quay qua để dọn dẹp, mới kéo qua chợ mua vậy căn đến lâu. Thì căn hộ này là cái tài sản sở hữu đầu tiên của Thi và nó được mua anh thức quay tại căn hộ Ecoline. Thì cái hậu quả của việc mua mà mình không có tận dụng hết được cái khu viên đó là mình phải liên tiếp dọn dẹp như này nha mọi người. Đó thì cũng lần đầu tiên sở hữu tài sản nên là cái cách vận hành của mình nhiều khi nó cũng chưa ok lắm. Đó. Nên sắp tới là chắc phải đầu tư nhiều hơn về kiến thức bất động sản. Trời đây bụi quá trời luôn nha mọi người. Về cái quá trình mà để mà sở hữu cái căn hộ Ecoline này thì cũng khá là hấp dẫn đối với Thi, tại vì Thi cũng là một người ở quê ra, thành ra là và gia đình thì cũng không phải là thuộc dạng là khá giả lắm, nên là cũng không có tích lũy nhiều trong quá trình nhiều năm đi làm việc thì cũng chỉ có một phần thôi. Nhưng mà bước ngoặt lớn nhất là khi Thi đọc về cái cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill á, và cộng với cái sự gặp nhiều quý nhân hỗ trợ nên là cũng có một sự quyết liệt hơn trong đầu tư, nên là cũng có được một số vốn nho nhỏ để có thể sở hữu cho mình một bất động sản riêng. Thì câu chuyện của Thi muốn chia sẻ hôm nay á, thì cũng không để nó lan man quá nhiều, tại vì Thi chỉ muốn giới thiệu đến tất cả mọi người về thứ nhất là hãy khát khao và hãy đầu tư đi. Đó, đầu tư vào chính bản thân mình thì nó sẽ có được một kết quả. Thì hiện tại cũng không phải là thành công, nhưng mà tôi cảm giác là vì mình đọc sách nhiều á, như cuốn sách Napoleon Hill này á, thì nó lại có thể nghĩ do làm giàu của Napoleon Hill thì rất là hữu ích để mà có thể giúp cho chúng ta định hướng được và cũng như theo đuổi cái mục tiêu của mỗi người. Hi, xin chào tất cả mọi người. Và cũng trong căn hộ mà lúc nãy Thi đang chia sẻ tất cả mọi người thì đây là phòng khách của căn hộ, và ở góc quay này thì Thi đang muốn chia sẻ đến tất cả mọi người một cuốn sách, đó là cuốn sách của Napoleon Hill, đó là Nghĩ giàu làm giàu. Mà nhờ cuốn sách này á, thì Thi đã sở hữu được cái căn hộ ở Ecoline Riverside Quy Nhơn này nhá. Đó thì quá trình đến với cuốn sách này á, thì Thi được tặng cuốn sách này từ một người anh, đó là một người mà Thi đã khi mà làm công ty cũ á, thì đã bán hàng cho anh, tức là hai anh em, anh tên Tuấn và hai anh em chỉ trò chuyện qua Messenger thôi chứ còn chưa hề gặp mặt. Thế nhưng mà rất là hợp, thì anh cũng là một người từ Sài Gòn ra, trước đó là anh là một người từ Sài Gòn ra, sau đó anh mua một mảnh đất 800 triệu ở Lâm Đồng nha mọi người, và trong khoảng 3 năm là anh ở đó anh chăn nuôi, đó là anh nuôi gà luôn. Thì Thi trước là Thi làm sale bán gà giống, là Thi quen với anh, đó là thì bán cho anh 1.000 gà đó. Thì trong quá trình nuôi 1.000 gà thì anh đã phản hồi rất là chi tiết về quá trình nuôi cũng như tăng trọng rồi đánh giá tất cả các cái chỉ số về chăn nuôi, anh làm rất là kỹ luôn đấy. Và trong năm 2010 đó thì anh quyết định là sau khi ngành chăn nuôi trong cái năm dịch 2020 không đạt kết quả tốt thì anh bán mảnh đất này đi. Trước anh đầu tư là 800 triệu, nó khi anh bán là được 5 tỷ à, trong vòng 3 năm. Tỷ suất sinh lời hơi bị kinh nha mọi người. À, tính là tính tăng khoảng 6 lần ạ, hơn 6 lần. Đó rồi anh bán, anh vào Bình Dương anh mua nhà ở. Và trong quá trình dịch ở nhà và anh chuyển sang kênh đầu tư là chứng khoán. Thì trước khi mà đầu tư về chứng khoán thì anh lại đầu tư, anh lại tìm hiểu rất kỹ về mảng này đó, và anh đọc rất nhiều sách để mà có thể là nó phù hợp với cái việc đầu tư của mình. Và một trong những sách đầu tiên anh đọc đó là đọc về cuốn sách Think and Grow của Napoleon Hill. Các cuốn sách này nó rất là lâu rồi nha, nhưng mà anh á, thì anh cũng chia sẻ đó là lần đầu tiên anh đọc cuốn sách và anh thấy rất là hay. Sau những này anh mới đọc về những cuốn sách về chuyên môn đó, thì anh chia sẻ với Thi đó. Thì lúc đầu cầm cuốn sách này lên thì thứ tiên là cũng nghĩ rằng là nó như bao cuốn sách khác thôi,
đọc cho vui. Mặc dù cuốn sách này rất là nổi tiếng nha, nhưng trước kia mình không có tiếp xúc nên là mình không hình dung ra được cái sức mạnh của nó. Đó thì cũng như bao cuốn sách khác, khi mà đọc cuốn sách này thì mình sẽ đọc ở cái mục lục. Rồi, đọc cái mục lục nha mọi người. Cái phần giới thiệu này thì nói chung là thích đọc sách, nhưng mà đọc sách nhiều rồi thì thường là lướt qua, mình sẽ đến những cái chương và những nội dung mình thích. À, đọc nào mới đọc vào thì cái chương khát vọng đấy, chương niềm tin, chương tự kỷ ám thị, chương kiến thức chuyên môn, óc tưởng tượng, lập kế hoạch, rồi nào là quyết đoán trong công việc, lòng kiên trì, sức mạnh của nhóm ưu tú đó, tình dục này, tiềm thức này, não bộ, giác quan thứ sáu và bóng ma sợ hãi. Thì nhìn vào đây thì mình chọn cái đầu tiên, đó là mình đọc về tiềm thức, tại vì mình chứ là mình không tin nên mình cứ đọc trước những cái thứ gì mình thấy lạ lạ mình đọc, sau rồi mình lại đọc về lòng kiên trì, tại vì những cái này là mình đã thực hiện rồi đấy, nhưng mà không mình thấy rằng là nó có kết quả nên mình đọc trước để mình đọc thấy những cái chương này, xong rồi mình lại quay về lập kế hoạch đấy, thì mình càng đọc mình càng thấy là nó thú vị đấy, nên là quyết tâm đọc lại từ đầu đó để mà có thể là xuyên suốt được cái tác phẩm của Anna Bolong Hill, đó là nghĩ giàu làm giàu đấy. Và cái điều mà mình cực kỳ thành công đó là khi mà mình thực hiện trong đọc cuốn sách này, đó là mình đã xác định được cái khát vọng và mục tiêu của mình đó, và mình tin tưởng vào điều mình đi là chính xác đó, và mình tự kỷ ám thị bản thân. Cái này là ảo tưởng ảo nhất rồi, nhưng mà mình đã nhờ cái điều này mà mình xác định được cái con đường đi của mình đấy, là mà mình dẫn đến cái kết quả ngày hôm nay. Đó là mình không phải là mình nói về thành công nha, mình nói về cái kết quả thôi, còn thành công của mỗi người nó khác biệt nên là thì không muốn bàn nhiều về vấn đề này. Đó, cái cuốn tự kỷ ám thị này nè, ngay cái thời điểm Thi đang ở trên Lâm Đồng ấy, nên là ngay ở Đức Trọng, thì khi Thi lên thì nó có một công viên nhỏ, nó gọi là công viên Kim Đồng đó, thì mới thành lập luôn. Thì lên sau một thời gian làm quen thị trường rồi, thị trường ổn, ngoài công việc ra tối một mình buồn, hồi đó chưa có vợ chưa có người yêu đấy, thì hay ra đây đi dạo và thực hiện đúng cái tự kỷ ám thị, là hãy luôn luôn tâm niệm trong đầu mình những điều mà mình mong muốn, và mình phải làm cái điều đó, mình phải nói ra điều đó để mình thực hiện. Và thì đi đọc đi mỗi lần cái công viên này nhỏ thôi, nó tầm khoảng đâu 800 mét nếu mà mình đi hết một vòng đó, thì cứ đi và đọc những điều đó, nhớ về cuốn sách này rất là nhiều. Và nhờ vào những cuốn sách này đó mà Thi đã có thể được, thứ nhất xác định được mục tiêu, thứ hai là tin tưởng vào mục tiêu của mình, thứ ba là mình phải làm cho nó ám ảnh trong đầu mình và tự đưa ra kế hoạch thực hiện đó. Thì Thi đã một lần làm theo cuốn sách này và theo một cách nghiêm túc nha, đầy luôn. Đó là lúc đó mùa dịch nữa thì cũng ở nhà, nó cũng sống với cuốn sách này. Lúc đó vốn đầu tư của mình đâu tầm khoảng 150 triệu, mình đầu tư vào chứng khoán và mình bị thua lỗ rất là nhiều đó, nhưng mà vì tại vì thiếu kiến thức thôi đó, mọi người đang lời rất là nhiều. Thế là mình đọc cuốn sách này và mình buộc bản thân mình phải có kế hoạch, nó cộng với sự hỗ trợ của người anh kia nữa, cộng với sự phát triển của thị trường nữa, thì mức tài khoản của mình đã nhân lên khá là nhiều để đủ tiền để có thể sở hữu căn hộ. Tuy nhiên là khi mà mua căn hộ Ecoline này á, thì Thi sử dụng hình thức vay, tại vì Thi không muốn chôn hoàn toàn vốn của mình vào trong một kênh đầu tư duy nhất, và hiện tại là Thi sở hữu căn hộ Ecoline và vẫn tiến hành đầu tư. Tuy nhiên việc đầu tư hiện tại nó không được tốt như thời điểm mà bùng phát của thị trường chứng khoán, bùng nổ, dùng từ bùng nổ của thị trường chứng khoán năm từ tháng 8 2020 đến khoảng là hết năm 2021 nha mọi người. Đó là Thi kiếm tiền tốt trong thời điểm đó và nhờ cuốn sách này khởi nguồn. Tất nhiên là sau cuốn sách này thì cũng phải về cái phần chuyên môn á, là cũng phải học rất là nhiều, cũng thêm cập nhật rất là nhiều. Thì nếu mà mọi người chăm theo kênh của Thi thì sau này Thi sẽ giới thiệu thêm một cuốn sách khác, những cuốn sách mà nó có thể giúp cho Thi phát triển về phần chuyên môn đó. Thì vâng, thì hôm nay Thi chỉ muốn chia sẻ với tất cả mọi người là Thi nhờ cuốn sách này mà đã làm được một số cái hiệp kết quả nho nhỏ, và nếu mọi người muốn sở hữu một cuốn sách này
và ủng hộ cho việc phát triển kênh của Thi thì hãy ghé bên dưới nhé, phần mô tả, và kích vào link để mà tìm hiểu về cuốn sách và có thể sở hữu. Thì khi mà các anh chị mua cuốn sách này thì Thi qua cái link bên dưới thì Thi sẽ được một phần nhỏ nhỏ từ nhà xuất bản và nhà phân phối. Thế là đó là giá cuốn sách là không tăng lên nha, nhưng mà đó là cái phần giới thiệu, cũng giống như phần 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 trả công cho Thi giới thiệu cuốn sách đến tất cả mọi người á. Vâng, thì không phải là cuốn sách này Thi bán cuốn sách này thì mới nói nữa, mà chính vì cuốn sách này nha mà Thi mới có thể chia sẻ ngược lại tất cả mọi người về cái kết quả hiện tại của Thi, và Thi tự tin về điều đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, và mong rằng tất cả mọi người cũng cho mình cơ hội để phát triển bản thân. Và hãy nhớ comment, like, share để giúp cho Thi kênh của Thi phát triển hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.